xanh Hà Nội gục ngã sau siêu bão IAG, do bão hay do người? Sau khi siêu bão IAG đổ bộ vào Hà Nội và gây ra những hậu quả nặng nề, nhất là với cây xanh thủ đô, tôi sẽ thật sự thận trọng khi nghĩ tới việc tựa vào một cái cây trên phố. Bởi, dường như ở đó đang có rất nhiều sự cay đắng và băn khoăn chưa có lời giải. Thầy tôi, thi sĩ Nguyễn Quang Thiều, đương kim chủ tịch hội nhà văn Việt Nam, có câu thơ ám ảnh, em tựa vào anh, anh tựa vào cay đắng. Mỗi lần đi lạc trong những cánh rừng tuyệt mỹ nào đó trên thế giới này, tựa vào một gốc cây, nương bóng mát dưới một tán cây, tôi đều nghĩ tới câu thơ tình kia. Chẳng hiểu vì sao nữa, nhưng giờ, sau siêu bão Iagi, có lẽ tôi không dám dại dột tựa vào gốc cây nào nữa. Tại Hà Nội, đã có những sinh linh chết vì cây đổ trong siêu bão Iagi. Tuy mới là cơn bão số 3 trong năm 2024, nhưng siêu bão đã khiến cho hơn 17.400 cây xanh của thủ đô phải ngã gục. Cùng với đó, nhiều ô tô và tài sản hư hại do cây xanh đè lên. Có bao nhiêu tảng cây ngã đổ do bão ác. Và bao nhiêu cây đô thị gây họa do sự phách lối của con người. Hẳn rồi, bão dữ, các loài được mệnh danh là cứng như sắt, ngại gì gió, ngại gì mưa giữa rừng già như cây nghiến, cây tùng, cây bách còn đổ dạp. Huống hồ sung, xịt, ta, đề, lộc vừng, xa cư trên phố xá, các cụ đã bao năm ngắc ngoài vì bê tông xâm lấn, vì bị đứt dễ do đào đường, trôn dây cáp nghĩ cớ lát lại vỉa hè liên hồi kỳ trận thậm chí các vị ấy còn bị đổ cả dầu luyên đóng cả cọc sắt vào thân xác vì các ham hố trục lợi của người đời hẳn rồi cây xanh đô thị sẽ có sức đề kháng kém còi trước mưa gió bão bùng hơn cây của đại ngàn nhưng cũng đừng vì thế mà đổ cả tội cho trời đất cho biến đổi khí hậu cho các điều bất khả kháng khác người hà nội nín thở nhòm qua ô cửa thăm dò thận trọng bước ra ngoài đường ngắm hậu quả của cơn bão khi nó đã đi qua theo lời báo chí đăng mười mấy nghìn cây xanh ngã đổ bao nhiêu xe ô tô và tài sản bị đè bẹp tôi đi dò dẫm dọc các con đường trên quận cầu giấy hà nội và rồi bất đồ nhận ra ở rừng ở quê tôi cây mà đổ do gió bão thì sẽ gãy cành gãy ngọn trước đó bung được gốc một cái cây to khó lắm chứ đằng này một trăm phần trăm cây ở khu tôi khảo sát đều đổ cành bung gốc trong khi cành lá chẳng việc gì có chăng thì bật gốc rồi lúc tán cây đổ ùm nặng nề rồi cành mới gãy chút ít vì sao các gốc cây bị ngã đổ xếp hàng la liệt như các dũng tướng chết trận kia, chúng không hề có cái dễ nào to to. Dễ lam nham như dễ cây hành cả, không dễ cái, chẳng dễ trùng, không dễ cọc. Chưa hết, dừng xe, bới thử trong đám dễ nông trèn bung bửa tan hoang ra vỉa hè, thì ôi thôi, rất nhiều tán cây to đùng không hề được cắt tỉa trước bão để tránh tiết diện tán cây quá rộng, sẽ gánh gió bão mạnh hơn, trong khi gốc cây được bao bọc bởi tí tẹo đất, pha chạt, vữa, xi măng, gạch đá, tạp nham. Tất cả đám đất lẫn lộn lộn nhồn ở gốc cây đó, chỉ bé bằng cái miệng thúng, dài hơn một gang tay người trưởng thành, tính từ mặt đất ở gốc cây tới phần sâu nhất mà lớp dễ hành lam nham vươn tới nổi. Dễ quá nông, bầu đất quá bé, có vẻ như họ chỉ đặt bầu cây lên vỉa hè chứ chẳng chôn đào gì cả. Bởi bốn bề là xây gạch, bên dưới cũng là gạch đá, bê tông vụn. Nhiều khu vực, mặt trên còn tráng lớp bê tông vôi vữa như nắp vung đậy kín. Dễ cây không thể nào vươn dài, vươn xa hay đâm sâu xuống đất cũng chẳng có dưỡng khí mà thở hay nhú lên mặt đất nặng ở phần tán lớn nông ở phần chôn gốc nông ở rễ nhẹ bởi mấy thẻo đất bé như lưỡi mèo đổ quanh gốc cây ấy chỉ cần mưa và gió rông lốc lớn chút cũng đủ đổ cành chứ đừng nói đến siêu bão kỷ lục mấy chục năm mới có một lần như ia tôi moi thử bầu đất của một cây ngã đổ trên phố dương đình nghệ cầu giấy hà nội trừ những cây vẫn chưa hề xé bầu đất khi ươm di chuyển thì không còn gì để nói vài cây đã xé bầu thì dưới gốc cây toàn gạch đá to đùng có cả chục viên gạch chỉ vàng ươm thêm rất nhiều cục vôi vữa bê tông có thể hình dung thế này mà không sợ sai cây xanh đô thị ấy to hơn cả bắp đùi người trưởng thành tán của nó tức là phần ngọn xanh mướt và rộng tới mức đổ một cái là choán hết cả một con phố không xe cộ nào đi qua nổi nữa nhưng bầu cây tức là phần đế chỉ là vài lọn đất bé đến mức đặt trên cái ô vuông xây gạch trên vỉa hè cao độ hơn 20 cm hơn một gang tay người trưởng thành chút hầu như dễ cây trả vươn đi đâu cả bế cái bồn gạch đó đi là tất cả đi theo dưới bồn gạch chính là bề mặt của vỉa hè toàn là gạch đá ni lông chạt vữa tóm lại cây to đùng mà lớp dễ lam nham tua rua như tóc bết của một người lâu không gội đầu thôi dễ không đâm đi đâu được và gốc rễ của cây cũng không hề chạm tới khu vực sâu bằng mặt đường nhựa của con phố nó loanh quanh chỉ trên cái khu vực bê tông hóa của vỉa hè phân tích kỹ như vậy để nói rằng người ta đã trồng cây xanh đô thị và quản lý việc trồng cây xanh này quá hời hợt vô trách nhiệm giờ cơn bão đã vạch ra cái ổ con chuồn chuồn ấy cũng như bao lần đã vạch ra trước đây không có gì mới câu hỏi mới là người ta sẽ chấn chỉnh các bất cập kia thế nào Tôi nghĩ ta cần nghiêm khắc trước các dấu hiệu bất thường này. Vụ án liên quan tới cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội mới đây, liên quan đến đơn vị cung ứng chăm sóc cây xanh thủ đô với các đồ cúng cho nhà quan, rồi 700 tỷ đồng chi ra để tỉa cây, cắt cỏ trên 24 km đại lộ Thăng Long mỗi năm, đặc biệt là món quà cảm ơn 2,6 tỷ đồng từ đơn vị chăm sóc cây xanh với cán bộ nọ. Toàn chuyện giờ ai cũng thấy buồn cười. Nhưng bao năm nó vẫn là sự thật diễn ra hẳn hoi, giờ đi vào bản án vậy ai đã thanh kiểm tra ai đã không thật sự giám sát để rồi xảy ra chuyện bi hài đó ở quê tôi ai muốn đến trùng tu đình làng người dân sẽ kiểm tra ngói cầm hai viên ngói và vào nhau mà vỡ đôi sẽ mắng ngay ngói non thế này lập lên mái đình thành hoàng về xử lý con dân chúng tôi đó thay ngói tôi trồng hàng cây ở đường vào làng cây trước miếu ở xóm làng yêu cầu tôi bảo hành cây phải sống trồng thế nào dân quê tôi xem kỹ một mùa cây ra hoa bất thường các bô lão cũng họp lại tìm nguyên nhân. Họ coi đó là cây xanh của mình và sự an nguy của các công trình, tài sản đó liên quan đến danh dự, tính mạng của họ. Còn ở Hà Nội, tôi không biết việc trồng cây gì, trồng thế nào ở phố tôi sống và thành phố tôi gắn bó hơn 30 năm. Cho đến khi bão về và sự thật trơ gốc ra. Và nếu không có bàn tay thép làm rõ trắng đen, những điều cay đắng này còn tái diễn đến bao giờ? Quả thật, nếu chỉ nhìn màu xanh, đếm cây xanh mà hài lòng, thì qua thời gian, cây càng to lớn cái gốc không có dễ cái dễ cọc không thể đâm qua xi măng gạch đá bê tông mặt đường mặt vỉa hè mà vững chãi thêm thì cây lại càng nặng bồng nhẹ tết càng dễ đổ hơn khi có tác động từ gió mưa rông lốc và khi cây càng to bị ngã đổ thì hậu quả cho cộng đồng càng lớn thế nên tăng cường giám sát và tăng cường hậu kiểm truy cứu trách nhiệm kể cả hình sự các đơn vị làm ăn tác trách để noi gương là điều cấp thiết lúc này đây không chỉ là bài toán kinh tế mà còn là bài toán bảo vệ tính mạng và tài sản của cả cộng đồng như những gì cơn bão iag vừa mới góp phần vạch mặt tôi và chắc là cả bạn nữa dường như tất cả chúng ta vẫn quen với việc trước phố mọc lên hàng cây nào đó xanh mướt chẳng biết chúng được trồng lúc nào trồng theo cách nào có an toàn đúng quy cách hay không bởi ta cứ nghĩ đó là việc nhà nước đã phân công cho ai đó rồi và ta cứ thụ hưởng khi nó tươi tốt hoặc chịu trận khi nó ngã đổ mà thôi siêu bão Iaji đổ bộ vào thủ đô làm chúng ta mất đi hơn 17.400 cây xanh. Nhưng cái chúng ta sẽ được chính là cách nhìn nhận nghiêm túc hơn, chặt chẽ và chuyên nghiệp hơn về quy trình trồng và chăm sóc cây xanh đô thị, quy trình giám sát bài bản hơn và minh bạch hơn bằng sự tham gia của cộng đồng đối với hàng vạn lá phổi của thành phố, nơi đem lại cho chúng ta không chỉ bóng mát mà cả sự thanh bình trong tâm hồn mỗi người, chứ không phải là nỗi bất an mỗi khi trái gió trở trời. trời. Hãy cùng chúng tôi nhìn lại vụ án cây xanh liên quan đến cựu chủ tịch thành phố ông Nguyễn Đức Trung phù phép cây lậu vào Hà Nội. Giai đoạn ông Nguyễn Đức Trung làm chủ tịch thành phố, trong dự án một triệu cây xanh, nhiều chủng loại cây được nhập lậu từ Trung Quốc, mua trôi nổi trên thị trường. Cơ quan Cảnh sát điều tra C03, Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận đề nghị truy tố 15 bị can, trong đó có cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Trung bị cáo buộc lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Ông Nguyễn Đức Trung nhậm chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân Hà Nội vào cuối năm 2015 thấy tổng thể chi phí cho các dịch vụ công ích, trong đó có công tác trồng cây xanh tăng cao. Bởi thế, ông Trung yêu cầu tạm dừng toàn bộ việc đấu thầu cây xanh trên địa bàn để đặt hàng theo từng quý. Ông Trung cho phép vừa khảo sát, thực hiện vừa hoàn thiện thủ tục. Tuy nhiên, ông Trung yêu cầu Sở xây dựng làm tiêu chí đấu thầu, nhưng thực tế lại chỉ đạo miệng áp đặt sở này phải đặt hàng trực tiếp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công viên cây xanh Hà Nội, công ty cây xanh và công ty sinh thái xanh là hai doanh nghiệp được lựa chọn để đặt hàng. Tổng giám đốc công ty cây xanh Nguyễn Xuân Hanh đã thông đồng với Nguyễn Tuấn Nghĩa, chủ doanh nghiệp cung cấp cây, nhằm rút ruột ngân sách nhà nước. Bị can Nghĩa được coi là mắt xích quan trọng trong đường dây khi được giao chuẩn bị một số loại cây như trà lạc, bằng lá nhỏ để cung ứng theo hợp đồng xong phải nâng giá cao gấp nhiều lần. Tuấn Nghĩa liên hệ với Hoàng Đình Văn, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Hoàng Anh Phát chuyên mua bán cây bóng mát để mua cây trà lạ bằng Đài Loan, thỏa thuận nhận tại vườn ươm ở huyện Thạch Thất, Hà Nội. Cụ thể, tháng 12 năm 2016, Tuấn Nghĩa hỏi mua cây trà lạ bằng Đài Loan của Văn để trồng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Sau khi thỏa thuận về đơn giá của từng loại cây, hai bên thống nhất về cách thức vận chuyển, giao nhận cây, Nghĩa nhận cây tại vườn ươm tại Thạch Thất, Hà Nội. Tại thời điểm này, Công ty Hoàng Anh Phát chưa được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cấp phép kinh doanh cây có bầu đất nên không thể tiến hành nhập khẩu hai loại cây nêu trên về bán cho Nguyễn Tuấn Nghĩa. Để có nguồn cây bán cho Nghĩa, Hoàng Đình Văn liên hệ với một người Trung Quốc tên là Ly Tài trao đổi mua cây trà là và bằng Đài Loan từ Trung Quốc. Sau khi thống nhất về đơn giá, từ 2,5 đến 3,5 triệu đồng cây trà là, bằng Đài Loan có giá từ 800.000, 1,6 triệu đồng cây tùy thuộc vào kích thước. Văn yêu cầu Ly Tài thuê phương tiện, tàu, đỏ để vận chuyển cây từ thành phố Đông Hưng, Trung Quốc về địa điểm trên bờ sông Ca Long, thành phố Móng Cái, Quảng Ninh. Ngay sau khi nhận cây, Hoàng Đình Văn trực tiếp thuê xe tải, xe cầu, công nhân để bốc xếp cây từ phương tiện vận chuyển Trung Quốc trở về Hà Nội bán cho Nguyễn Tuấn Nghĩa kiếm lời. Việc mua bán cây giữa Văn và Ly Tài không có hợp đồng, không khai báo hải quan và các cơ quan chức năng Việt Nam. Trích xuất dữ liệu từ máy tính thu giữ tại công ty Hoàng Anh Phát thể hiện, Văn đã mua của ly tài 2699 cây trà là 2687 cây bằng Đài Loan, tổng cộng gần 9,5 tỷ đồng. Ngoài ra, trích xuất dữ liệu tại máy tính của Lê Thị Huyền Trang, kế toán công ty vì nhân dân, thể hiện trong năm 2017-2018, Tuấn Nghĩa đã mua của Văn 5.308 hai loại cây trên với tổng số tiền hơn 21 tỷ đồng. C03 cáo buộc Đình Văn hưởng lợi được 1,6 tỷ đồng từ việc bán cây lậu cho Nghĩa. Trong khi đó, để hợp thức hóa việc mua cây là loại trôi nổi trên thị trường, không thể bán lại cho công ty cây xanh, Nghĩa tìm cách có được hóa đơn khống để hợp thức hóa. Cụ thể, từ năm 2017 đến năm 2018, Nghĩa chỉ đạo cấp dưới móc nối với 24 hộ kinh doanh cá thể, xuất hơn 326 hóa đơn bán cây khống với số tiền hơn 200 tỷ đồng. Nghĩa còn lấy 15 hóa đơn vận chuyển khống của một công ty khác trị giá hơn 12 tỷ đồng. Bị can hưởng lợi 10 tỷ đồng từ việc mua bán hóa đơn khống này. Cây về đến Hà Nội, Nghĩa bán cho công ty cây xanh theo hợp đồng đặt sẵn. Công ty cây xanh sử dụng để trồng mới hoặc thay thế cây cũ trên các tuyến đường ở thủ đô theo hợp đồng với Ban Duy Tu. Kết quả, công ty cây xanh đã thực hiện 10 hợp đồng, trị giá hơn 241 tỷ đồng, với Ban Duy Tu, hưởng lợi hơn 17 tỷ đồng từ việc nâng khống giá cây trên đây là bài viết cây xanh hà nội gục ngã sau siêu bão iagi do bão hay do người và hơn thế nữa có rất nhiều công trình đang xuống cấp trầm trọng cần lời giả thích thỏa đáng Cảm ơn các bạn đã xem video hãy bấm đăng ký để xem thêm nhiều video mới